Trong tập trước, Lập Đen cùng Bạch Giao Di, lão giả họ Phú tiếp tục tiến sâu vào Côn Ngô Sơn lục lọi, hy vọng la liếm thêm được ít bảo vật. Mọi người cùng theo dõi những diễn biến của tập sau nha. Một bàn tay tử sắc to lớn lại xuất hiện trên thượng không của cự đình, sau đó không chút khách khí nắm vào nắp của cự đình. Cự đình oanh oanh khẽ run, xích hồng hỏa diễm trên đỉnh tăng vọt lên một chút, trong khoảnh khắc ngưng kết thành một con xích hồng hỏa điểu, miệng phun xích diễm nghênh đón bàn tay to. Tiếng nổ khác thường từ nơi xích diễm và tử mang chạm nhau lập tức vang lên, xích diễm tử mang chớp động rồi đan xen vào nhau, hỏa điểu không ngờ lại có thể nhất thời chế trụ tử thủ, khiến nó lập tức bị áp chế. Hàn Lập thấy vậy trong mắt hiện lên một tia dị sắc, miệng không chút trì hoãn phát ra một tiếng hô trầm thấp. Lục Dực Xương Công vốn lượn quanh trên không của cự đỉnh nghe được âm thanh trầm thấp này, lập tức cái miệng đồng thời hé to, những cổ bạch sắc hàn khí từ không trung tuôn ra, cấp tốc đem hỏa điểu kia và hỏa đỉnh phía dưới đồng thời bao vào trong. Cùng lúc đó, Hàn Lập cũng nâng tay hướng về phía bàn tay to do Tử La Cực Hỏa biến thành, ngưng trọng điểm tới. Dưới sự thôi thúc của pháp quyết, không khí cuồng trướng gấp mấy lần, hàn khí uy thế kinh người phối hợp Lục Dực Xương Công, dưới cự lực của năm ngón tay, xích hồng hỏa điểu rốt cục bị bóp nát. Sau đó tử thủ không chút do dự chụp xuống cái đỉnh phía dưới. Đang, một tiếng khẽ vang, vốn lấy thần thông của cái đỉnh này khẳng định không chỉ có mấy cái uy năng này, nhưng dù sao cũng là đồ vật có linh tính không có chủ nhân điều khiển, nên bị Hàn Lập dễ dàng đánh bay xa mấy trượng. Hàn Lập đang muốn nhìn kỹ xem trong đỉnh rốt cuộc có gì vật, lại đột nhiên nghe rát một tiếng chim hót cực kỳ khó nghe. Sau đó một đạo xích mang từ trong đỉnh bắn ra, bay thẳng đến đỉnh chóp của đại điện, tốc độ nhanh vô cùng, xuyên qua chỗ hai con tuyết bạch ngô công, khiến chúng căn bản không kịp phản ứng. Phanh một tiếng sau, đầu của xích mang đụng vào lam sắc quang mang phía trên, chỉ một khắc sau đã khiến quang mạc dung hóa phân giải, trong nháy mắt bộ dáng như sắp bị xuyên thủng. Tuy trong lòng Hàn Lập có hơi giật mình, nhưng tất nhiên không thể để vật ấy thật sự bay mất. Mười ngón lập tức không chút nghĩ ngợi điểm ra, nhất thời hơn 10 đạo thanh sắc kiếm khí liên tiếp bắn ra, sau khi lóe lên liền chuẩn xác vô cùng đánh lên trên hồng mang. Một trận lách bách lập tức vang lên, hồng mang kia tuy rằng không bị kiếm khí đánh bay ra ngoài, nhưng mỗi khi bị đánh trúng một lần, quang mang cũng ảm đạm thêm vài phần. Hơn 10 đạo kiếm khí luân phiên đánh tới, nó đã trở nên lung lay sắp sụp đổ. Hồng mang tựa hồ cũng biết là không ổn, bản thân lập tức run lên rồi đổi phương hướng phóng đi. Nhưng tử quang đột nhiên từ phía sau chợt lóe, một bàn tay to màu tím từ không khí phù hiện, nhanh như chớp chụp tới, chụp được một mảng hồng mang vào trong tay. Sau đó bàn tay to hướng thẳng đến Hàn Lập bay vụt xuống. Lúc này cái nắp của cự đỉnh bị mở ra, cự đỉnh tựa hồ như đã mất đi sức phản kháng. Chẳng những tiếng sấm sét bên trong đã ngừng lại, hỏa diễm bên ngoài cũng tự động biến mất, liền bị hàn khí của Lục Dực Xương Công trực tiếp đông lại thành một khối cự băng trong suốt. Bất quá, Hàn Lập lúc này bất chấp tình hình của cái đỉnh, ánh mắt toàn bộ bị hấp dẫn bởi một vật gì đó vừa tới tay. Đây là Thái Dương Tinh Hỏa, Hàn Lập nhìn chằm chằm vật ấy, sợ hãi bất định lẩm bẩm nói, cái này đương nhiên không phải Thái Dương Tinh Hỏa, mà là Thái Âm Chân Hỏa nổi danh cùng với Thái Dương Tinh Hỏa, là một trong tam đại chân linh chi hỏa ở nhân giới. Một âm thanh dễ nghe mà Hàn Lập đã lâu rồi không có nghe thấy, đột nhiên từ trong thần thức của hắn ung dung truyền đến. Ngân Nguyệt, ngươi tỉnh lại rồi. Hàn Lập trong lòng vui vẻ đến ngây ngốc, nhưng âm thanh vẫn trấn định hỏi. Đúng vậy, vào thời điểm chủ nhân vừa tiến vào đại điện, ta cũng vừa thức tỉnh. Tu dưỡng mấy năm nay cũng chỉ có thể khiến ta miễn cưỡng thức tỉnh mà thôi, chỉ sợ không thể tại những phương diện khác vì chủ nhân xuất thủ. Ngân Nguyệt chậm rãi nói, thần thức của ngươi không có bị hao tổn sao? Tuy rằng nghe như vậy như là không có vấn đề gì, nhưng Hàn Lập lại mập mờ cảm thấy Ngân Nguyệt tình hình tựa hồ có chút gì không ổn, không khỏi nhíu mày hỏi, không có việc gì, chính là lúc ngủ say mới khiến ta hồi phục bộ phận nhỏ của trí nhớ, có chút không thích ứng mà thôi. Ngân Nguyệt miễn cưỡng cười trả lời, hồi phục bộ phận trí nhớ? Hàn Lập chân mày nhướng lên, có chút ngoài ý muốn. Đúng vậy, chỉ cảm thấy chuyện trước kia của mình phi thường xa xôi, như là một người khác, nhưng đại bộ phận trí nhớ thì không cách nào nhớ được. Ngân Nguyệt thở dài một tiếng, tựa hồ có chút thương cảm, có thể nhớ lại chút chuyện cũ. Đây cũng là một chuyện tốt, có lẽ thêm một chút thời gian thì ngươi sẽ có thể nhớ lại. Sau khi trầm mặc một lúc, Hàn Lập dùng ngữ khí nhẹ nhàng an ủi, có lẽ vậy. Ngân Nguyệt thì thào trả lời, đúng rồi, ngươi nói đây là Thái Âm Chân Hỏa. Hàn Lập chuyển đề tài, ngón tay chỉ vào vật nằm trong bàn tay đang bị tử diễm vây kín, kinh ngạc hỏi, chỉ thấy trong vòng tử diễm bao vây, một tiểu đoàn hồng hỏa diễm không ngừng biến hóa thành các loại phi cầm nhỏ bé tả xung hữu đột, giống hệt như vật còn sống, thật sự linh tính mười phần. Nô tỳ nói không sai, đây đích xác là một đoàn âm hỏa chi tinh. Trong trí nhớ của ta, đoàn chân hỏa này còn là cấp bậc thấp nhất, nếu không cũng sẽ không bị vài đạo kiếm khí vừa kích tới thì linh tính bị tổn hao nhiều. Bất quá cũng may mắn đây là Thái Âm Chân Hỏa mà không phải Thái Dương Tinh Hỏa. Tuy rằng đồng dạng chí âm chí hàn, nhưng chân hỏa này vừa mới sinh ra không bao lâu uy năng so với Tử La Cực Hỏa còn thấp hơn rất nhiều. Nếu không thì dù có dùng Tử La Cực Hỏa cũng không thể vây khốn loại hỏa này. Mà nếu là Thái Dương Tinh Hỏa,
chỉ sợ cấp bậc thấp nhất cũng phải liều mạng tổn thất chút căn nguyên lực, cũng có thể phá vỡ Tử La cực hỏa mà đào tẩu. Bất quá loại lửa này đào tạo đến cao giai, về sau uy lực tuyệt đối sẽ ở trên Tử La cực hỏa, bằng không thì cũng sẽ không cùng Thái Dương tinh hỏa nổi danh, cùng liệt vào nhân giới tam đại chân linh chi hỏa. Ngân Nguyệt giải thích cặn kẽ cho Hàn Lập, chân hỏa này đáng sợ như vậy sao? Cái gì là tam đại chân linh chi hỏa? Ta thực chưa bao giờ nghe người ta nói qua. Hàn Lập nhìn chằm chằm linh hỏa trước mắt, có chút bắt đầu tin tưởng. Dù sau này Đoàn Xích Hùng thoạt nhìn linh tính 10 phần nhưng vẫn chưa thực khiến hắn cảm thấy khó đối phó bao nhiêu. Tam đại chân linh chi hỏa là vật ta tự nhiên nhận biết được, xem ra ta cũng biết một vài điều, cũng đúng là không ít. Ngân Nguyệt cười khổ một tiếng, vốn tồn tại trong đầu ngươi, xem ra loại chân hỏa này không phải là giả. Chân hỏa này cũng là chí hàn âm hỏa, không biết có bị Tử La cực hỏa của ta thôn phệ dung hợp chăng. Hàn Lập trong mắt chợt lóe, có chút suy tư, nên là vậy. Bất quá muốn Tử La cực hỏa thôn phệ chân hỏa này, chẳng bằng để chân hỏa này thôn phệ Tử La cực hỏa. Dù sao chân hỏa này cũng có một tia linh tính ở trong, nếu bị hủy như vậy thật sự rất đáng tiếc, có thể vì vậy mà uy lực giảm đi rất nhiều. Ngân Nguyệt nhắc nhở, người nói có lý, chẳng qua trước đó ta phải có khả năng luyện hóa chân hỏa này trước mới được, nó có một tia linh tính, ngược lại luyện hóa không dễ dàng. Hàn Lập gật gật đầu, nhưng chủ nhân, chân hỏa này tốt nhất còn có thể hấp thu một ít Thái Dương tinh hỏa, nếu là như vậy, âm dương giao hội, lại thêm Tử La cực hỏa uy lực sẽ khó có thể tưởng tượng được uy lực của chân hỏa này, chỉ sợ tại nhân giới thật sự không có gì không thể thiêu đốt. Ngân Nguyệt cười dài nói, Thái Dương tinh hỏa, nếu có thể bắt giữ chân hỏa này, tự nhiên là tốt nhất, nhưng ta nghe Đại Diễn Thần Quân đã từng nói, Thái Dương tinh hỏa kia căn bản không phải tu sĩ thế giới chúng ta có thể bắt giữ được, chỉ là si tâm vọng tưởng thôi. Hàn Lập nhíu nhíu mày, có chút bất đắc dĩ nói, điều này cũng đúng, bất quá chủ nhân một khi đã chiếm được Thái Âm chân hỏa này cùng Thái Dương tinh hỏa tương sinh tương khắc, có lẽ có thể lợi dụng chân hỏa này bắt giữ lấy tinh hỏa. Ngân Nguyệt chần chờ nói, hiển nhiên không quá khẳng định phương pháp này có dùng được hay không, việc này về sau rồi mới nói, Thái Âm chân hỏa này còn không biết khi nào mới có thể luyện hóa được. Hàn Lập trong lòng vừa động nhưng vẫn lắc đầu. Sau khi Ngân Nguyệt nghe Hàn Lập nói như thế liền cười, không hề đề cập lại việc này mà chuyển đề tài nhắc nhở, chủ nhân, Thái Âm chân hỏa này cần phải hạ một cấm chế trước rồi mới có thể thu hồi được, nếu không mà có chút lơi là thì sẽ có khả năng phá khống chế mà chạy thoát. Chuyện này ta tự nhiên sẽ liệu. Hàn Lập cười hắc hắc, đột nhiên cầm trong tay tử diễm hướng không trung ném đi, nhất thời một đoàn tử diễm bao vây lấy âm hỏa nhẹ nhàng phiêu phù ở đỉnh đầu. Tiếp theo 10 ngón lập tức bắn ra, từng đạo hồ quang tinh tế như tơ không ngừng bắn ra, trong nháy mắt đã đem tử diễm cùng với âm hỏa cuốn thành một đại kim cầu cỡ bằng nắm tay, kim quang chói lọi. Ngân Nguyệt phảng phất khẽ cười một tiếng, thủ đoạn này Hàn Lập lúc trước dùng để nhốt kiền lam băng diễm, thủ pháp cơ hồ giống y hệt, chỉ là lấy tu vi hiện tại của hắn, thủ pháp tự nhiên sớm thuần thục vô cùng. Sau đó Hàn Lập lấy ra một cái xích hồng ngọc hạp, đem kim cầu thu vào trong, sau đó ánh mắt mới vừa chuyển đến trên cự đỉnh bị băng phong kia. Loại chí âm chân hỏa này, theo lý thuyết nên đàn sinh tại một nơi lạnh vô cùng mới phải, nhưng vừa rồi lại từ trong lô đỉnh này bay ra, thật sự có chút quái dị. Chẳng lẽ vật lúc trước rèn luyện là vật kỳ hàn, mới âm dương giao hội đàn sinh ra chân hỏa này? Hàn Lập sờ sờ cằm, lâm vào trầm ngâm. Ngân Nguyệt không nói thêm gì, hiển nhiên cũng hiểu được có chút cổ quái. Sau khi ánh mắt Hàn Lập chớp động vài cái, cũng không suy nghĩ thêm về việc này, mà chỉ bước vài bước tiến tới trước cửa băng. Tay áo bào lập tức run lên, một đạo hồ quang thô dày đánh ra, nơi vừa tiếp xúc với cự băng sau một khoảnh khắc hóa thành một kim sắc điện võng trải rộng khắp nơi trên bề mặt của cự băng. Sau đó một trận điện quang lập tức chớp động phách phách, cả khối cự băng tấp tấp vỡ ra, hóa thành một đống băng tung tóe khắp nơi. Cự đỉnh nhẹ nhàng hiện ra, Hàn Lập vẫn không nhúc nhích nhìn cự đỉnh, thanh quang chợt lóe, bất động thanh sắc, thân hình trở nên phiêu phù, chậm rãi bay đến trên cự đỉnh cao gần một trượng nhìn xuống. Tuy rằng nơi đây cũng có cấm không cấm chế tồn tại, nhưng tu vi cường hoành nguyên anh trung kỳ của Hàn Lập, trong thời gian ngắn cường hành phiêu phù vẫn có thể dễ dàng làm được. Hồng quang trong đỉnh đã sớm thu liễm vô tung vô ảnh, điều này khiến mọi thứ trong đỉnh đều có thể nhìn được rõ ràng. Kết quả Hàn Lập thần sắc lơ đãng vừa mái động, lập tức một tay hướng vào hư không trong đỉnh chụp tới. Vào một tiếng, một khối ánh sáng trong suốt từ trong bắn ra, sau khi bay lượn một vòng liền rơi vào trong tay Hàn Lập, là một đoàn gì đó trong suốt to cỡ nắm tay, ấm áp như noãn ngọc vậy, nhưng năm ngón tay nhấn xuống một cái nhưng lại như có sự đàn hồi. Đây là cái gì? Hàn Lập mày nhăn lại, chủ nhân không cần nghĩ nhiều, vô luận là vật liệu gì, sau khi trải qua mấy vạn năm không ngừng rèn luyện như vậy, chỉ sợ cũng đã biến thành một vật khó dò được. Bất quá, Thái Âm chân hỏa kia đàn sinh khẳng định cùng vật ấy có chút liên hệ, nguyên thủy cũng không phải là vật bình thường đâu. Ngân Nguyệt không thèm để ý nói vậy cũng được, khi nào rảnh rỗi thì sẽ nghiên cứu lại cho thật tốt vật liệu này có phải là đồ hữu dụng không. Hàn Lập nghĩ như thế, hoạt kê cười rộ lên, lập tức trong tay thanh hà chợt lóe, vật ấy đã bị thu vào trong túi trữ vật. Phía dưới
Hàn Lập lại cẩn thận xem xét trong đình, sau khi xác định không còn vật gì, liền không cần nghĩ ngợi bấm hai tay niệm thần chú, một tay lại giơ lên, một đạo hồng sắc pháp quyết bay vụt xuống, đánh vào phía trên cự đình. Cự đình vốn im lặng vô cùng lập tức rung lên một chập, toàn thân hồng quang chợt lóe, trong hồng quang hà kịch liệt thu nhỏ lại, trong chớp mắt một cái tiểu đình cỡ nửa thước xuất hiện trên mặt đất, phát xuất ra một trận thanh âm thanh minh. Nắp đỉnh từ xa cũng hồ ứng tự động bay đến, sau khi lượn một vòng, đồng dạng thu nhỏ lại tại rồi nằm lên trên đỉnh. Sau khi toàn bộ tiểu đã được hoàn chỉnh, Minh Thanh lập tức càng âm vang thêm ba phần, tràn ngập ý vui vẻ. Thấy đỉnh này linh tính 10 phần như thế, Hàn Lập trong mắt sáng ngời, tay áo bào liền vung xuống. Một cổ thanh hà từ trên xuống dưới, trực tiếp đem tiểu đỉnh bao vào trong kéo trở về, dừng tại trong lòng bàn tay. Hàn Lập một tay nâng chu hồng tiểu đỉnh, để tại trước mắt mà nhìn, không bao lâu, trên mặt tràn đầy vẻ mãn ý. Đột nhiên hắn kết thủ ấn, thanh quang trượt lóe, một tay hướng trên đỉnh nhẹ nhàng vỗ, tiểu đỉnh hồng quang vạn đạo, quang mang đại phóng, sau đó nắp đỉnh hé mở, vô số hỏa điều cỡ bằng nắm tay từ trong đỉnh chen chúc bay ra, mỗi con hình thể xấu xí, toàn thân xích hồng vô cùng, chính là những con chí dương hỏa nha. Mấy con hỏa nha này miệng phun ra lửa, dưới thần niệm khống chế của Hàn Lập, chúng bay lượn khắp nơi trong đại điện, chợt tụ chợt tán, mỗi con cực kỳ linh hoạt. Những thứ này tự nhiên đều là địa hỏa chi tinh do cái đỉnh này nhiều năm bắt được, từ không khí biến ảo mà ra, mỗi một con so với hỏa thuộc tính linh cầm cũng tuyệt không kém mảy may. Sau khi kiến thức được thần thông của tiểu đỉnh, Hàn Lập vui sướng đem bảo vật này thu hồi, cũng coi như sau này có thêm một thủ đoạn để đối địch. Dù sao uy lực của tam diễm phiến kia tuy rằng khẳng định đứng trên cái đỉnh này, nhưng phải tiêu hao đại lượng pháp lực cũng thật sự khiến Hàn Lập đau đầu, không dám dễ dàng vận dụng cái quạt này. Sau đó Hàn Lập cẩn thận điều tra qua đại điện này, kết quả vẫn chưa phát hiện được những gì khác. Vừa lúc hắn đang muốn rời đi, ánh mắt lại đảo qua trên mười mấy cây xích hỏa trụ. Đột nhiên trong lòng vừa động phóng ra hơn 10 thanh vi kiếm, nhưng lại đem tất cả giao long hỏa trụ tất cả đều không khách khí chặt đứt tận gốc, nhất nhất thu lại những cái trụ lớn này. Mấy cái hỏa long trụ này tuy rằng không giống như cự đỉnh đã tự hành thông linh thành bảo vật, nhưng cũng không ngừng phun ra địa hỏa nhiều năm như vậy, cũng khiến mấy cái này vốn là pháp khí được làm thành từ đồng đen đã hấp thu hỏa khí đến mức kinh người, thành một vật phẩm không bình thường. Tin tưởng rằng vô luận làm vật liệu hay làm linh khí đều là vật phẩm cực kỳ quý hiếm. Hàn Lập cuối cùng nhìn thêm một lần đại điện này, sau khi xác nhận không còn quên thứ gì, mỉm cười ra khỏi đại điện, bắt đầu tìm tòi những tòa kiến trúc còn lại. Đáng tiếc vận khí của Hàn Lập hiển nhiên đã bị tiêu sạch tại hóa linh điện này. Ngoại trừ trong một vài lầu các, tìm được vài món ngọc giản luyện khí cực kỳ bình thường, chỉ còn mong tại chú linh đường phát hiện thứ gì khác. Hàn Lập đối với chuyện này cũng không bất ngờ, lần này đến được địa phương hẻo lánh như thế, có thể xem như cơ duyên không nhỏ. Gần nửa ngày sau, Hàn Lập tìm tới chỗ tòa kiến trúc cuối cùng, rồi quay trở lại phía trước bì lâu chú linh đường, nhìn tầng quang mạc màu trắng kia, lại trở nên do dự chủ trừ. Bây giờ thời gian còn sớm, hắn vẫn còn cơ hội tìm kiếm ở những nơi còn lại, nhưng những nơi đó tựa hồ phải chịu chút phong hiểm. Ai nào biết được có những tu sĩ khác cũng tìm tòi nơi nào đó xong rồi, sau đó cũng sẽ đến địa phương khác tìm kiếm. Nếu là bọn người lão giả họ Phú thì tự nhiên sẽ không sao, lỡ có gặp phải người của Kiền lão ma hay là độc thánh môn thì Hàn Lập cũng sẽ không cần sợ. Nhưng nếu đụng mặt với nhóm tu sĩ đầu tiên tiến vào núi này, đấy sẽ có thể là một phiền toái lớn. Phòng chừng 10 phần thì có 9 là sẽ lập tức động thủ với hắn. Nhưng nếu buộc Hàn Lập phải chịu bó tay tại nơi này, một mạch mấy ngày chờ đến ngày cái thông đạo bị nứt kia khôi phục trở lại, hắn cũng chút không cam lòng. Hàn Lập ý niệm xoay chuyển, bỗng dưng bật cười thành tiếng. Cho dù không đi khỏi nơi này, nếu thực sự có người sưu tầm những địa phương khác xong, chẳng lẽ họ sẽ không chủ động tìm đến chú linh đường sao? Huống hồ chiếu theo sự tính toán của hắn, trải qua thời gian dài như thế, chỉ sợ bọn người Kiền lão ma đã đi những nơi trọng địa của Côn Ngô Sơn và đã sớm cùng nhóm tu sĩ đầu tiên đụng độ, thậm chí đã bắt đầu động thủ. Nếu là vậy, không bằng thừa dịp không ai bên cạnh dòm ngó, tìm tòi thêm mấy chỗ, thậm chí có thể đục nước béo cò một phen. Dù sao tại chú linh đường nhỏ nhoi này đã có thể tìm được thái âm chân hỏa tốt đến ngần này, địa phương khác hẳn cũng có thể thu hoạch được chút gì. Huống hồ với thần thông của hắn hiện tại, nếu đồng thời bị một số nguyên anh hậu kỳ tu sĩ vây công, cho dù không thể thủ thắng, nhưng bỏ chạy thì vẫn có phần nắm chắc. Hàn Lập sau một hồi cân nhắc trong lòng, cũng không còn do dự lấy ra tam diễm phiến. Sau khi tam sắc hỏa diễm chớp động phá một lỗ hồng ở quang mạc trước mắt, liền trực tiếp hướng phía dưới chân núi phóng đi. Cơ hồ cùng lúc đó, tại nơi khác trong Côn Ngô Sơn, trong một đại sảnh lam quang nhàn nhạt chớp động, đại đầu quái nhân, cổ ma với một tu sĩ nguyên anh sơ kỳ của Diệp gia bị 7-8 con ác quỷ tóc đỏ lõa thể bao vây ở bên trong. Những con ác quỷ này mỗi con mặt mũi đều hung tợn, miệng phun âm khí, theo 10 ngón tay huy động, các màng chảo mang đen nhánh ập xuống phía ba người chụp tới. Bị những đoàn âm khí u ám vây ở chính giữa, bọn người đại đầu quái nhân liền sử dụng phòng ngự pháp bảo bố trí ra mấy tầng quang cháo màu sắc khác nhau. Vô luận âm khí mãnh liệt như thế nào,
chảo mang có sắc bén như thế nào cũng đều có vẻ không thể lay động mảy may. Bất quá đây cũng là chuyện tương đối. Quái nhân sử dụng một thanh hoàng sắc phi kiếm, cổ ma và một lão giả Diệp gia khác thôi động một thanh hắc sắc tiểu kiếm và một thanh bạch sắc ngọc xích, thức ngọc. Tuy rằng quang mang vạn đạo cũng đồng dạng không làm gì được với con ác quỷ này. Vô luận phi kiếm đem ác quỷ chém thành hai đoạn, hay một xích đem quỷ đầu đánh nát như tương, thì những con ác quỷ khác từ trong miệng đồng thời chuẩn xác phun ra âm khí. Những con ác quỷ đã bị đánh chết sẽ lập tức hồi phục như lúc đầu, thân thể lại trở nên tràn đầy khí lực, mỗi con đều như là bất tử chi thân. Lúc này Diệp gia lão giả hai tay trà sát, rồi lại dương lên, một chuỗi xích hồng hỏa cầu nhập vào một cơ thể của một con ác quỷ, đem ác quỷ này trực tiếp nổ tan tành không còn một mảnh. Nhưng âm khí ở gần đấy lại quy tụ, ác quỷ này lập tức hiện hình trở lại, lại một lần hung tợn đánh về phía quang cháo. Thất thúc, Hàn trưởng lão, cứ thế này thì không được rồi. Mấy con ác quỷ đã dùng âm khí tại nơi này để tu dưỡng không biết trải qua mấy vạn năm, hiển nhiên đã tu luyện tới cảnh giới âm phách ngưng hình. Pháp thuật bình thường và pháp bảo căn bản không thể chém chết chúng được, chỉ có sử dụng công pháp, bảo vật chí dương mới hữu hiệu. Diệp gia lão giả lo âu nói, hừ, nếu đơn giản như thế lão phu đã sớm động thủ. Mấy con ác quỷ này đâu chỉ là tu luyện thành âm phách ngưng hình, căn bản đều là phân thân của quỷ vương. Nếu không thể đồng thời đánh chết tất cả ác quỷ thì chúng nó lập tức sẽ sống trở lại từ trong âm khí. Lão phu không có thi triển thủ đoạn xét đánh, chính là một mực truy tìm chân thân của hắn. Đại đầu quái nhân hừ lạnh một tiếng có học khí trả lời, đều là phân thân. Lão giả lắp bắp kinh hãi, không sai, nếu không thì dù là mấy con ác quỷ tu luyện đến cảnh giới âm phách ngưng hình bị chúng ta liên tiếp chém giết nhiều như vậy lần, nguyên khí cũng sẽ bị đại tổn. Nhưng ngươi thấy bọn chúng chưa từng có vẻ mỏi mệt, xem ra quỷ vương giả hoạt này định để chúng ta hao mòn nguyên khí rồi mới thu thập chúng ta. Cổ ma bình tĩnh nói, sau đó ngón tay huy động một thanh hắc sắc tiểu kiếm, lại xuyên thủng một con ác quỷ. Thì ra là thế, đáng tiếc thập ngũ đệ, lúc ở tầng trước bị ám ảnh phún xa của con ô ảnh xà kia, chỉ có nguyên anh trốn ra được. Nếu không lấy chí dương thần thông hắn tu luyện đối phó với mấy con ác quỷ này là thích hợp nhất. Lão giả xem xét bốn phía hết thảy sám ngắt, sắc mặt khẽ biến nói, chuyện này cũng không có biện pháp. Ai có thể ngờ rằng thế gian lại thực sự có loại yêu xà có thể trốn vào trong cái bóng, lại đột nhiên từ cái bóng của mình lễ hiền chất đánh lén, ngay cả lão phu cũng không kịp cứu viện. Hơn nữa chất độc của độc xà này lại mãnh liệt như thế, chỉ khoảng nửa khắc là thân thể của mình lễ hiền chất đã toàn bộ thối nát. Đại đầu quái nhân thở dài, tiểu chất không có ý oán trách thất thúc, chỉ là chấn ma tháp này thật là yêu dị, chẳng những xây cất bị đảo lộn, lối vào ở trên, xoắn ốc xuống dưới, hơn nữa yêu quỷ tầng sau so với tầng trước ngày càng khó đối phó. Chúng ta hao tốn bấy nhiêu thời gian mới chỉ có thể xông vào tầng thứ 7 mà thôi. Mà Hàn trưởng lão đã nói qua, này tháp này hẳn có tổng cộng 9 tầng, khó có thể tưởng tượng 2 tầng dưới sẽ xuất hiện loại yêu ma nào. Chúng ta thật sự vẫn tiếp tục đi xuống sao chứ? Lão giả nói, hừ, vừa gặp chút trước nguy hiểm người đã sợ hãi, vật chấn áp phía dưới càng lợi hại, thì tỷ lệ thông thiên linh bảo xuất hiện tại 2 tầng dưới lại sẽ càng lớn hơn. Dù sao yêu ma có thể khiến thượng cổ tu sĩ phải kiêng kỵ, mới có thể cần dùng đến thông thiên linh bảo để chấn áp. Ngươi chẳng lẽ muốn cho mưu đồ của Diệp gia chúng ta mấy trăm năm qua tất cả đều tiêu tán hay sao? Quái nhân thanh âm lạnh lùng, giọng không chút khách khí khiển trách. Thất thúc giàn dậy rất phải, là tiểu chất có chút khiếp đảm. Lão giả Diệp gia kia nghe vậy, cũng chỉ có thể vừa huy động pháp bảo ứng phó đánh tới mấy con ác quỷ, vừa thưa dạ đáp ứng, ta đã tìm được con quỷ vương kia. Đúng lúc này, cổ ma lại đột nhiên mở miệng nói, cái gì? Chân thân ở nơi nào? Lão giả tinh thần hưng phấn, vội vàng mở miệng hỏi. Cổ ma ánh mắt trượt lóe đang lúc muốn đáp lời, lại đột nhiên biến sắc kêu khẽ một tiếng. Sau đó đúng lúc này, đột nhiên đùng một tiếng vang lên từ xa truyền đến. Sau đó thì quang mang từ lối vào của đại sảnh chợt lóe, bỗng từ bên trong một lục sắc quang đoàn cự đại phi độn ra. Sau khi hào quang chợt tắt, trong quang đoàn hiện ra bốn bóng người. Bốn người này sau khi vừa thấy ba người cổ ma trong đại sảnh bị âm khí quỷ ảnh bao vây, đồng dạng kêu lên một kinh hãi. Diệp Nguyệt Thánh, không phải người đã sớm chết sao? Nguyên lai là Diệp Gia Khai mở phong ấn, kẻ nói chuyện là một tu sĩ mặt vằn, đúng là Hoa Thiên Kỳ. Còn bốn người này đương nhiên là độc thánh môn tứ lão. Giờ phút này Hoa Thiên Kỳ nhận ra Diệp gia thất thúc, thân tình biến hóa không ngừng. Ba người trong đại sảnh vừa thấy đám người độc thánh môn, sắc mặt vui vẻ vừa rồi cũng đã biến mất nơi nào. Đặc biệt là tình cảnh của bọn họ còn đang bị ác quỷ tạm thời cuốn lấy, còn tưởng là ai, nguyên lai là Hoa đạo hữu. Không nghĩ đến, động tác của độc thánh môn cũng không chậm, nhanh như vậy đã tiến nhập vào núi này. Không biết mấy vị đạo hữu sao không đi địa phương khác tầm bảo, mà đến này trấn ma tháp có dụng ý gì? Quái nhân trên mặt âm linh chợt lóe, lập tức dường như không có việc gì nói. Hắc hắc, lời này, bọn người Hoa Mỗ cũng muốn hỏi Diệp huynh. Hơn nữa mấy trăm năm không gặp, sau khi Diệp huynh giả chết, không ngờ đã lặng lẽ tiến ra tới Nguyên Anh hậu kỳ. Nếu mà mấy gia hỏa chính ma kia biết được việc này, chỉ sợ sẽ đứng ngồi không yên. Hoa Thiên Kỳ thờ ơ lạnh nhạt nhìn quái nhân sử dụng phi kiếm dễ dàng đem một đầu ác quỷ đập nát, nhẹ nhàng nói, nhưng trong lòng ý niệm nhanh chóng xoay chuyển như tia chớp.
cân nhắc, Hoa sư huynh, những người này chẳng lẽ cũng biết trong tháp này có kỳ bảo, cố ý tới lấy. Trong tai Hoa Thiên Kỳ truyền đến âm thanh của một vị độc thánh môn trưởng lão, bộ dáng ẩn ước có chút lo lắng. Năm đó vị tổ sư khai phái độc thánh môn kia lưu lại trong di ngôn, có thoáng nhắc tới trong trấn mà tháp có cất giấu kỳ bảo. Vật ấy cụ thể ra sao lại nói một cách hàm hồ, không thể hiểu rõ. Nhưng cứ như vậy, độc thánh môn tứ lão tự nhiên cũng sẽ không coi như không quan trọng. Nơi đầu tiên tới chính là trấn ma tháp này. Tuy rằng lúc bọn họ xông qua mấy tầng trước, đã phát hiện có những tu sĩ khác giành đường đi trước. Nhưng bọn họ vốn tưởng rằng loại địa phương hung sát như trấn ma tháp này sẽ không khiến nhóm tu sĩ phía trước xem trọng. Bằng vào lực lượng của bốn người, nên đủ để ứng phó với người đi phía trước một bước. Nhưng tuyệt đối không nghĩ tới có một gã đại tu sĩ nguyên anh hậu kỳ không ngờ lại đang ở tại tầng này chờ bọn họ. Nếu không phải bọn người Diệp gia thất thúc này bị đàn quỷ vây khốn, tin tưởng rằng Hoa Thiên Kỳ khẳng định sẽ không nói hai lời quay đầu bước đi. Nguyên anh hậu kỳ đại tu sĩ, cộng thêm hai gã nguyên anh sơ kỳ tu sĩ, thật sự không phải bốn người bọn hắn có thể ứng phó nổi. Không rõ ràng lắm, có lẽ cũng giống chúng ta, chắc là tìm được chút manh mối. Hoa Thiên Kỳ âm trầm nghiêm sắc mặt, môi khẽ máy động đáp lời, hai mắt lại nhìn chằm chằm ba người quái nhân, mắt không chớp lấy một lần. Xem ra, Hoa đạo hữu không định rời đi như vậy. Khi đại đầu quái nhân nói ra lời này, ánh mắt lộ ra hung quang, lập tức hé miệng, một đạo ngân mang chợt lóe lên rồi tiêu thất. Một khắc ngay sau đó, tại một góc đại sảnh đột nhiên bộc phát ra một đoàn ngân mang và một tiếng gầm trầm thấp. Lập tức một quỷ ảnh màu xám mơ hồ ở nơi đấy hiện hình ra, từ trong miệng đang phun ra một viên châu màu xám to cỡ đầu ngón tay cái, ngăn cản một thanh ngân sắc phi xoa, cây chìa, bởi vì bị buộc bách liên tiếp lui về phía sau, trong miệng phát ra tiếng kêu oa oa quái lạ. Vừa thấy quỷ ảnh này, độc thánh môn tứ lão chưa kịp phản ứng, cổ ma ở một bên lặng lẽ không một tiếng lay động tay áo bào. Một mặt kính tối đen như mực đột nhiên xuất hiện trong tay, lắc một cái nhắm ngay quỷ ảnh bốn phía bay nhanh đến. Một mảnh quang hà đen kỳ từ trong kính quét ra, tất cả ác quỷ tất cả đều thân bất do kỳ bị hắc hà yêu dị cuốn vào trong. Lập tức từng tiếng kêu thảm thiết liên tục phát ra, thân thể của ác quỷ trong quang hà tất cả đều vỡ vụn, hắc hà này sắc bén như núi dao rừng kiếm vậy. Bất quá, do chân thân của quỷ vương bị kia thanh ngân sắc phi xoa cuốn lấy, mấy con ác quỷ này lại không có cách để thi pháp hồi phục. Nhưng trong quỷ ảnh kia một tiếng kêu to, âm khí của bọn chúng vốn tán loạn lại một lần hóa thành những đoàn âm khí nồng hậu quay cuồng một lượt đem bọn người cổ ma gắt gao bao vây vào trong. Mặt kính kia của cổ ma phóng thích ra quang hà lợi hại như thế, nhưng lại cũng không có cách gì phá trừ. Hoa Thiên Kỳ rốt cục sắc mặt đại biến, nhìn thoáng qua ba người đại đầu quái nhân trong âm khí, lại quét mắt đến lối vào khác của đại sảnh. Hoa Thiên Kỳ trên mặt đột nhiên hiện ra vẻ kiên quyết, trong miệng khẽ phát ra một tiếng quát trầm thấp, đi. Lập tức bàn tay vừa lật, một tiểu phiên xanh biếc ra hiện trong tay, khẽ nhoáng lên, một đoàn quang hà xanh biếc lập tức nổ tung, đem một khối bốn người hóa thành một đoàn lục quang cực nhanh thẳng đến lối vào của tầng kế tiếp phóng nhanh đi. Hoa Thiên Kỳ, ngươi dám! Đại đầu quái nhân vừa thấy cảnh này, nổi trận lôi đình, đột nhiên huy động vô số đạo hoàng sắc kiếm quang to cỡ ngón cái từ trên người hắn bắn ra, trong khoảnh khắc đã đem âm khí u ám vây khốn bọn họ xuyên thủng lỗ chỗ khắp nơi, bộ dáng như phải gấp rút thoát khỏi vòng vây. Nhưng Hoa Thiên Kỳ nào có dám dừng lại, lục quang chợt lóe thì đã bay ra xa hơn 10 trượng, thoáng cái đã tiến vào chỗ lối ra, biến mất không còn thấy. Sau khi đại đầu quái nhân, cổ ma liên thủ nhanh chóng đánh tan âm khí bốn phía, lối vào vốn trống không bạch quang lại đột nhiên đại phóng. Tiếp theo từ không khí bỗng nhiên tinh bích lóng lánh, dày đặc xuất hiện. Tinh bích này cũng không biết dày bao nhiêu, nhưng lại đem lối vào chặn kín lại, có vẻ không có chút hề hở nào. Quái nhân không kịp làm gì nhiều, cánh tay lại dương lên, một đạo kiếm quang dài mấy trượng từ xa chém tới, hung hăng bổ vào trên mặt tinh bích. Kết quả sau khi ngũ sắc hà quang trượt lóe, kiếm quang như là châu đất xuống biển không thấy đâu. Tu di ngũ hành bích, quái nhân thấy cảnh này dùng mình, sau khi cẩn thận xem xét kỹ tinh bích, lập tức nổi giận kêu lên, là bảo vật này, vật này không phải là chấn tông chi bảo của tu di tông sao, thế nào lại lọt vào tay của độc thánh môn? Đúng rồi, tu di tông cũng là một trong các đại tông của Nam Cương, nghe nói cùng độc thánh môn hơi có chút uyên nguyên, xem ra là bọn chúng chẳng biết dùng phương pháp nào mượn được. Tên Diệp gia lão giả sắc mặt cũng đại biến nói, tu di ngũ hành bích ta cũng nghe nói qua, bảo vật này danh khí cũng không nhỏ. Cổ ma nhíu mày, nhưng phiền toái rồi, xem ra tại đáy tháp này quả nhiên rất có thể có thông thiên linh bảo kia, nếu không mấy tên gia hỏa của độc thánh môn này sao lại hành sự mạo hiểm như thế. Quái nhân nhìn chằm chằm tinh bích, sắc mặt trở nên nhợt nhạt, Diệp huynh không cần lo âu, những người này đi xuống trước chúng ta cũng tốt, không thể khẳng định được tầng kế tiếp có thông thiên linh bảo kia không, nhưng vật bị tù cấm ở tầng dưới khẳng định càng thêm khó giải quyết, những người này chạy trước chúng ta chính là tự mình trước lấy cực khổ thôi. Chờ chúng ta trước thu thập con quỷ vương giả hoạt này, phá vỡ tinh bích, không chừng sẽ vừa lúc chiếm được chút tiện nghi. Cổ ma cười lạnh một tiếng nói, đại đầu quái nhân nghe xong lời này sừng sốt, nhưng sau một lượt cân nhắc, thần sắc lại thả lòng nở nụ cười.
Hàn huynh nói rất có lý, nhưng thật ra lão phu bận tâm trọng bảo, nên có chút lắng việc được mất. Quái nhân sau khi nói xong lời này, hàn quang trong mắt xoay chuyển đến quỷ ảnh tại lối vào đang bị ngân sắc phi xoa kia gắt cao cuốn lấy. Tại mặt bên kia của tinh bích, Hoa Thiên Kỳ và ba vị trưởng lão của Độc Thánh Môn đã sớm hiện hình, nhưng đang lúc Hoa Thiên Kỳ định thở phào một cái, một gã trưởng lão lập tức nhịn không được lên tiếng oán trách. Hoa sư huynh, làm như vậy có phải là quá mạo hiểm chăng? Tuy rằng tu di ngũ hành bích có thể tạm thời ngăn trở đối phương, nhưng chúng ta đắc tội đối phương như thế, về sau phải làm như thế đây? Hừ, ngươi còn ảo tưởng chúng ta cùng Diệp gia chung sống hòa bình sao? Không cần nói chúng ta có bỏ qua bảo hay không, Diệp người thánh sớm đã giả chết mới có thể tránh được sự diệt sát của thập đại tông môn, ngày nay đã bị chúng ta gặp phải, thì làm sao lại dễ dàng để cho chúng ta rời khỏi? Đắc tội hay không đắc tội với đối phương cũng có gì khác nhau? Huống hồ chi đây là bảo vật khiến tổ sư gia của bổn phái nhớ mãi không quên, ngươi cho là vật là bình thường sao? Mười người khi nghe đến thông thiên linh bảo trong tin đồn thì đã có chín sẽ không hiểm phong hiểm, lại có cái gì phải sợ? Hoa Thiên Kỳ liếc mắt nhìn người đồng môn có chút bất an, sắc mặt trầm xuống nói: Thông thiên linh bảo, nếu là thật sự là loại bảo vật nghịch thiên này, mấy người chúng ta mạo hiểm thử một phen cũng đáng giá. Nhưng nhóm người Diệp người thánh kia canh giữ ở bên ngoài, chúng ta một khi chiếm được bảo vật lại làm sao thoát thân ra ngoài? Một trưởng lão Độc Thánh Môn khác băn khoăn trầm trọng thỏi: Hắc hắc, mấy vị sư đệ cho rằng ta lại mạo muội làm việc này khi không có nắm chắc sao chứ? Trước khi xuất phát, ta đã đem độc long châu của bản tông mang ở trên người. Sau khi bảo vật đến tay, cùng lắm thì liều mạng tĩnh dưỡng 10 năm phục dùng viên châu này, xem ra cũng đủ để cùng nguyên anh hậu kỳ tu sĩ chống đỡ một đoạn thời gian. Có thời gian này chúng ta thoát thân quyết không thành vấn đề. Hoa Thiên Kỳ ưỡn ngực tự tin nói: Thì ra sư huynh đã chuẩn bị, nếu là vậy thì tự nhiên không còn trở ngại gì. Ba vị trưởng lão còn lại thần sắc mới hòa hoãn lại, bảo vật tuy khiến người động tâm, nhưng mạng nhỏ vẫn là trọng yếu hơn. Đáng tiếc nguyên sư đệ không ở trong này, nếu không cùng ta liên thủ một phen cũng có thể cùng hậu kỳ tu sĩ chiến đấu, không cần phục dụng độc long châu, vật bá đạo đến mức này. Hoa Thiên Kỳ đột nhiên nhắc tới đại hán họ Nguyên, nét mặt lộ vẻ đáng tiếc. Là thế, nhưng Hoa sư huynh không phải đã lưu lại khẩu tấn sao chứ? Nói không chừng nguyên sư huynh đã hướng về nơi này tiến đến. Nếu là như thế, khi chúng ta lấy được bảo vật ra ngoài, nói không chừng sẽ được thoải mái hơn. Một gã Độc Thánh Môn trưởng lão cười nói: Hy vọng là vậy, mọi người cũng phải cẩn thận một chút. Quỷ vật ở tầng thứ 7 đã không dễ đối phó, tầng thứ 8 và thứ 9 thật không biết có vật đáng sợ gì tồn tại, không chừng phải bỏ lại cái mạng nhỏ ở trong này. Bất quá ma tháp này cũng thật sự là danh bất hư truyền, nếu không phải người Diệp gia thanh tảo mấy tầng trước, chỉ bằng vào chúng ta mà đến tới đây, không biết phải phí bao nhiêu khí lực. Hoa Thiên Kỳ nghiêm sắc mặt nhắc nhở. Ba người còn lại tự nhiên đáp: Phải. Sau đó bọn họ bắt đầu chuyển thân đi về phía sau một thông đạo dốc xuống dưới. Chiếu theo kinh nghiệm của bọn họ lúc trước, sau khi hướng xuống phía dưới đi hơn 10 trượng, tự nhiên có thể tiến vào tầng kế tiếp. Nhưng lúc này, vừa mới đi xuống hơn 10 trượng, mấy người lại bỗng nhiên thấy trước mắt sáng ngời, phía trước lại xuất hiện một thạch thất vuông không lớn, bên trong ngoại trừ hai cái truyền tống trận loại nhỏ một đen một trắng ra, bốn vách tường cũng trống không, có vẻ như không có thứ gì. Đây là gì? Hoa Thiên Kỳ dùng mình, lập tức chau mày. Ba gã trưởng lão còn lại cũng quay mặt nhìn nhau. Vài bước đi đến thạch thất, Hoa Thiên Kỳ chấp tay sau lưng đảo mắt nhìn qua bốn phía, đi chung quanh hai tiểu hình pháp trận hai vòng. Miêu sư đệ, người tinh thông thượng cổ trận pháp, xem hai cái pháp trận này có phải là truyền tống trận cự ly ngắn hay không? Hoa Thiên Kỳ cuối cùng quay đầu, hướng một thô mi lão giả nhẹ nhàng nói. Được, thô mi lão giả lập tức đáp ứng, đi đến trước một pháp trận cẩn thận dò xét. Hai người còn lại đồng dạng tò mò đã tiến tới xem xét. Đích thật là truyền tống trận với cự ly ngắn, hơn nữa còn là phi thường ngắn. Phòng chừng khoảng cách không vượt qua trăm dặm. Không lâu sau, thô mi lão giả ngẩng đầu khẳng định nói: Vậy thì đúng rồi, nên là truyền tống trận thông đến tầng thứ 8. Tầng thứ 8 không ngờ lại sử dụng truyền tống trận, quả nhiên có chút không tầm thường. Truyền tống trận là loại hai chiều phải không? Hoa Thiên Kỳ sau khi ánh mắt hàn quang chợt lóe, thận trọng nói: Đương nhiên, cự ly ngắn truyền tống trận bình thường là hai chiều. Bất quá trong này làm sao lại có hai cái pháp trận? Chẳng lẽ tầng thứ 8 có hai cái sao? Thô mi lão giả sờ cằm, mê hoặc nói: Rõ rồi. Bất quá đi một chuyến không phải sẽ hiểu được tất cả sao? Cái truyền tống trận kia khiến cho ta có một cảm giác có chút không được quá thoải mái. Hoa Thiên Kỳ hướng bạch truyền tống trận, không chút do dự đi nhanh tới. Ba người còn lại nhìn tòa hắc truyền tống trận, đồng dạng cũng có loại cảm giác sợ hãi, lập tức cũng thầm hô tà môn vội vàng đi tới trên bạch truyền tống trận. Sau khi một đạo pháp quyết đánh lên trên pháp trận, một trận bạch quang đại phóng, đoàn người Độc Thánh Môn bên trong hào quang biến mất không còn thấy. Nhưng ngay sau đó, nhóm người Hoa Thiên Kỳ sau một trận thiên toàn địa truyền lại xuất hiện tại một địa phương phảng phất như bồng lai tiên cảnh, trên đầu trời xanh mây trắng, xung quanh linh hoa kỳ thảo khắp nơi, nhẹ hít vào một cỗ linh khí nồng đậm ập đến. Nhưng khiến bọn người Độc Thánh Môn trợn mắt há hốc mồm chính là, phía trước cách đó không xa,
hiển nhiên có một tòa kim bích cung điện cỡ nhỏ huy hoàng. Cung điện này tọa lạc tại trên một tòa pháp trận siêu đại, đồng thời còn có cùng một nhóm tế đàn đông đảo vây quanh. Trên mỗi một cái tế đàn lại đều có một thạch nhân trên tay cầm kim sắc cự nhận, mặc nhiên đứng đối diện với cung điện. Mà vô luận tế đàn hay thạch nhân, bộ dáng thô trắng này cũng lộ ra một cỗ khí tức man hoang nói không nên lời. Mặc nhiên đứng đối với cung điện, tình hình quỷ dị như thế, cho dù Hoa Thiên Kỳ cũng cả nửa buổi không thể khép miệng lại. Cùng một thời gian, Hàn Lập đứng trên Bạch Ngọc Quảng Trường tại điểm bắt đầu, thấy tại bốn phía quảng trường có một đám tu sĩ ánh mắt lạnh lùng trừng mắt nhìn mình, đột nhiên trở nên phi thường hối hận. Có lẽ trốn tại Chú Linh Đường không ra là một cái lựa chọn không tồi, hoặc là đi trễ hơn một chút, cũng sẽ đột nhiên xuất hiện nhiều người như vậy hoan nghênh mình. Ai khiến hắn mới vừa đến đây, đang lúc muốn chọn lại một thềm đá khác, từ trong rừng cây hai bên quảng trường hùng dũng chạy ra một đám người. Những người này không ngờ không đi từ lối trên thềm đá bình thường, mà là ẩn núp từ hai bên thềm đá mà đi. Điều này khiến cho thần thức của hắn lúc này chịu phải hạn chế lớn lao. Khi phát hiện tình hình có gì không đúng, cũng đã rơi vào vòng vây của nhóm người này rồi. Hàn đạo hữu, không nghĩ tới ngươi lại ở trong này, tình cờ gặp ngươi, ngươi cũng thật khiến thiếp thân phải tốn sức tìm đấy. Đối diện Hàn Lập là một bạch bào nữ tử phong thư hơn người, mắt sáng băng hàn nhìn chằm chằm Hàn Lập, hàm răng cắn chặt nói, à này chính là vị Thiên Lan thánh nữ Lâm Ngân Bình kia. Những người khác còn lại là một gã bạch bào thanh niên Hàn Lập thoạt nhìn có chút quen mắt, Cát Thiên Hào và hai hắc bào lão giả khác. Những người này vừa lúc làm thành một cái vòng cung, đem con đường xuống núi gắt gao chặn lại, bộ dáng như sợ Hàn Lập chạy xuống núi. Hàn Lập thở dài, nghĩ tới ngày đó sau đấu giá hội, hắn đã từ trên người nữ nhân này lấy đi một khối ngọc bội tế luyện thành pháp khí cảm ứng, vốn chính là dùng để phòng bị ả này, nhưng là mấy năm đã qua, pháp khí này công hiệu sớm mất đi, nếu đụng độ với ả này sớm hơn 2 năm thì tuyệt không sẽ xuất hiện loại sự tình này. Ta cũng không nghĩ tới, tại địa phương này không ngờ còn có thể gặp được thánh nữ, thật sự là hạnh ngộ. Vị đạo hữu này là đại tiên sư của Đột Ngột tộc các ngươi sao? Hàn Lập tâm niệm xoay chuyển như điện, nhưng sắc mặt không chút biến đổi, sau khi hướng Lâm Ngân Bình ôm quyền, lại vừa chuyển tay hướng bạch bào thanh niên kia chậm rãi nói. Đối diện với Hàn Lập hiện tại, trong những người này tự nhiên chỉ có vị đại tiên sư Nguyên Anh hậu kỳ là có uy hiếp nhất. Tu sĩ đối diện tuy nhiều, nhưng Hàn Lập 6-7 phần tâm thần đều đặt ở trên người người này. Tử Mỗ đúng là một trong tứ đại tiên sư của Đột Ngột, lúc trước tại hạ cũng đã ở xa thấy qua bóng dáng của Hàn đạo hữu, chỉ tiếc đạo hữu không chịu ngừng nghỉ một lát luận bàn một chút, chẳng biết hiện tại Hàn huynh có thể chỉ giáo một chút không. Thanh niên họ Từ mặt không chút thay đổi nhìn Hàn Lập cũng trẻ tuổi như mình, từng chữ một nói ra, nếu không phải dưới loại tình hình này, Hàn Mỗ cũng không ngại cùng Từ huynh khoa tay múa chân một chút. Hàn Lập nhìn đến bọn người Cát Thiên Hào, nhẹ cười lắc đầu, a, à, nghe khẩu khí của Hàn huynh tựa hồ như có vẻ rất tự tin. Nghe nói đạo hữu đánh chết Âm La Tông một trưởng lão Nguyên Anh trung kỳ đỉnh phong, chẳng biết việc này có thật hay không. Bạch bào thanh niên không chút nào không mảy may tức giận, ngược lại lạnh lùng hỏi. Nhóm ba người Cát Thiên Hào của Âm La Tông nghe vậy biến sắc, đã đến nước này tại hạ phủ nhận cũng không làm nên chuyện gì. Đích thật là có một gã Âm La Tông trưởng lão lúc tại Thiên Nam bị tại hạ diệt sát, chẳng lẽ từ đạo hữu muốn vì Âm La Tông xuất đầu? Hàn Lập môi nhếch lên, ánh mắt lạnh lùng nói, lấy Nguyên Anh trung kỳ tu vi đánh chết đỉnh phong tu sĩ cùng giai, có thể thấy thần thông của Hàn huynh thật bất phàm. Nếu không phải cùng Thiên Lan chúng ta kết thủ quá sâu, tại hạ cũng thật muốn cùng Hàn huynh kết giao một phen. Không bằng như vậy, tại hạ nghe nói Hàn huynh từng dùng một cái tiểu đỉnh cổ quái thu lấy truyền thừa thánh đỉnh và thánh thú phân thân của thánh điện chúng ta, chỉ cần đạo hữu khẳng khái lấy những vật ấy từ trong đỉnh giao lại cho ta, tại hạ có thể làm chủ khiến cho thánh điện và đạo hữu biến thù thành bạn. Đương nhiên, Hàn huynh nếu khẳng khái đem cây quỷ la phiên giao ra, Từ Mỗ đồng dạng hết sức thay đạo hữu hóa giải ân oán với Âm La Tông, chẳng biết ý Hàn huynh như thế nào. Thanh niên họ Từ nhìn chằm chằm Hàn Lập trong chốc lát, lại nói ra những lời này. Cái gì? Từ huynh chuyện này sao được, hắn có thể. Thánh nữ không cần nói thêm gì, việc này ta đều có chủ trương. Lâm Ngân Bình sắc mặt biến đổi, vội vàng mở miệng định nói thêm gì, nhưng bị bạch bào thanh niên khoát tay chặn lại, khiến lời vừa đến cửa miệng lại phải nuốt trở vào. Ba người Cát Thiên Hào bên cạnh tuy rằng đồng dạng chịu thiệt, sau khi liếc mắt hội ý lẫn nhau, lại không có nói lời phản đối. Thứ trong bảo đình của tại hạ, chuyện này thật khó lòng tuân mệnh, các vị đạo hữu hãy động thủ thôi. Vừa nghe đối phương nhắc tới Hư Thiên Đình, Hàn Lập liền thẳng thắn từ chối. Hàn đạo hữu đã cự tuyệt hảo ý của Từ Mỗ, vậy thì chớ trách tại hạ không lưu tình. Thanh niên họ Từ thấy Hàn Lập cường ngạnh như thế, vẻ mặt lộ ra một tia đáng tiếc, nhưng lập tức gương mặt trầm xuống, tay áo bảo khẽ run lên, trong tay bỗng nhiên xuất ra một khối ngọc như ý xanh biếc. Ngọc như ý này khẽ run lên, những đoàn lục quang chớp động không thôi. Sau đó thanh niên nhìn về phía Hàn Lập, Hàn Lập thấy vậy cũng không nói lời nào, hai tay bấm thủ ấn niệm thần chú, âm thanh lôi minh vang lên, đôi cánh ngân bạch lại xuất hiện trên lưng. Sau đó một tay vừa lật, một thanh vũ phiến cổ xưa liền xuất hiện trong tay.
Linh mang kim ngân hồng tam sắc chớp động, đúng là tam diễm bảo phiến đã sớm bí mật cầm trong tay. Đối diện với nhiều đối thủ như vậy, Hàn Lập không có khả năng dùng thủ đoạn bình thường để ứng phó, tất nhiên vừa mới bắt đầu đã dùng đến bảo vật lợi hại nhất. Ánh mắt thanh niên họ Từ bị quang mang kỳ dị của tam diễm phiến hấp dẫn, lấy nhãn lực của hắn tự nhiên liếc mắt là nhìn ra tam diễm phiến là vật bất phàm. Huống chi tam sắc linh quang ẩn chứa linh áp đáng sợ, cho dù lấy tu vi nguyên anh hậu kỳ của hắn, chân mày cũng không khỏi nhớ lên, sắc mặt rốt cuộc trở nên âm trầm. Từ đạo hữu, kẻ này cùng với Âm La Tông chúng ta cũng có đại cục, bọn ta cũng phải cùng người này luận bàn, đồng loạt tiến lên bắt giữ người này là được. Các thiên hào đồng dạng nhìn ra tam diễm phiến rất bất phàm, ánh mắt hơi đổi sao, đột nhiên nói như vậy. Sau đó hắn cũng không cùng nhóm thanh niên họ Từ nói thêm gì, hướng mặt hai gã hắc sam lão giả khác vẫy tay một cái, ba người đều xài từng bước đồng thời phun ra các pháp bảo, hai thanh vi kiếm kiểu dáng kỳ lạ và một bà cốt đao lân hòa trực lóe, xoay quanh trước người không thôi. Lâm Ngân Bình thần sắc vừa động lặng lẽ không một tiếng từ tay áo vung ra, một cái cẩm mạc dệt bằng tơ bạc, quang mạc xuất hiện trong tay, thanh niên họ Từ mày nhíu nhíu, nhưng không nói gì thêm, ngược lại một tay hướng trên ngọc như ý tùy ý phất một cái, lục mang càng chói lọi phát ra. Ánh mắt nhìn chăm chú hướng tam diễm phiến của Hàn Lập, trong khoảnh khắc băng hàn vô cùng, tư thế vây công của năm người trong chớp mắt sẽ hình thành. Nhưng đã sớm chuẩn bị Hàn Lập sao lại thực sự khiến mình lâm vào trong thế bị động như thế? Một tiếng lôi mình lập tức vang lên, người trong ngân quang lập tức ở ngay tại chỗ biến mất không còn thấy, ngay sau đó lại xuất hiện tại trên thềm đá phía sau xa vài chục trượng. Thấy tình hình vậy, mấy người đối diện làm sao để Hàn Lập thoải mái rời đi như thế? Nhất thời hai đạo lam mang và một khẩu lục hồng đồng thời nhanh bắn đến. Theo sát đó là những sợi ngân ti tuyến đầy trời, nhưng thật ra thanh niên họ Từ không chút hoang mang bước tới một bước, quần áo phiêu phiêu nhìn như rất thong dong, người lại quỷ dị xuất hiện tại địa phương ở ngoài 10 trượng, dáng vẻ không mảy may chậm hơn so với lôi độn của Hàn Lập, mà lục mang của Ngọc Như Ý trong một trận mơ hồ, không ngờ đã hóa thành một đầu quái thú không biết tên, tựa như dao nhưng không phải dao, giống như ngựa lại không phải ngựa, hung tợn nhìn Hàn Lập chằm chằm. Hàn Lập hít vào một hơi, sắc mặt đồng thời chợt lạnh. Vũ phiến trong tay nhắm ngay mấy người đối diện hung hăng phách tới, tiếng phượng hót tận chín tầng mây, sau đó một tam sắc hỏa phượng từ trên vũ phiến hiện lên, hai cánh giang rộng hướng thẳng phía đối diện đánh tới, nghênh đón pháp bảo của bọn người các thiên hào. Một tiếng nổ oanh truyền đến, tại tầng trời thấp trên quảng trường, một đoàn quầng sáng thần bí không ngừng xuất hiện tam sắc phủ văn, quang mang sáng rỡ chói mắt đến nỗi không biết bao mà kể, loại linh áp khổng lồ này khiến người phải nín thở, khiến trái tim của mọi người đều không tự chủ được muốn nhảy khỏi lòng ngực. Vừa lúc thanh niên họ Từ bên cạnh trong miệng kêu lên một câu không hay rồi, Ngọc Như Ý trong tay đột nhiên vung lên trước người, một con quái vật xà thân thú thủ, thân rắn đầu thú không biết tên lập tức từ trong Ngọc Như Ý bắn ra, sau khi xoay một vòng liền hóa thành một đoàn lục chó bao bọc lấy hắn. Còn lại hai thanh vi kiếm kia và một bà cốt đao, trong khoảnh khắc xuất hiện trong quang vừng, bởi tránh né không kịp nên đã bị bao phủ tại trong đó. Phía sau Lâm Ngân Bình sử dụng cẩm mạc ngân tàm phun ra một đám ngân ti dày đặc, vừa tiếp xúc với quần sáng liền lập tức biến thành hư ảo. Quầng sáng còn chưa chịu bỏ qua, co rút lại một chút rồi hướng bốn phía điên cuồng khuếch trương mà đi, quang mang chói lọi, gần nửa bạch ngọc quảng trường cũng chịu ảnh hưởng mà vỡ vụn từng tấc, mặt ngoài lập tức bị dung hóa. Uy lực ngần này, khí thế ngần này, thật sự khiến thiên địa có chút biến sắc. Hàn Lập đối với mọi việc này lại xem như không thấy, căn bản không dừng lại chút nào, ngân xí lại nhẹ run liền hóa thành một đạo ngân hồ hình cung lập tức liên tục bay thẳng đến hướng đỉnh núi, đồng thời đang trong lúc bay lại nhanh chóng lấy ra một chiếc bình nhỏ, đổ vào trong miệng một giọt vạn niên linh thủy. Tuy rằng tam diễm phiến uy lực vô lớn cùng, nhưng Hàn Lập cho rằng bằng vào một kích của bảo vật này không thể diệt sát này mấy người, phòng chừng nhiều lắm trong lúc xuất kỳ bất ý khiến những người này nếm chút khổ sở thôi. Bị nhiều người vây công như thế, tự nhiên tạm lánh nguy hiểm là tốt nhất. Nói đến cũng khá là xảo hợp, thềm đá gần Hàn Lập nhất lại vừa vặn là con đường hướng tới Côn Ngô Điện. Hàn Lập tuy rằng trong lòng có chút e dè, nhưng là căn bản không có lựa chọn nào khác. Cho dù phía trước còn có kiền lão ma và các những khắc tu sĩ, hắn tự hỏi chỉ cần mượn cấm chế trên núi và địa hình, đủ để đối phó với mấy kẻ địch này. Vì thế hắn dùng lôi độn, trong nháy mắt biến mất ở cuối thềm đá. Tại quảng trường, đại ba ánh sáng màu choáng váng chỉ xuất hiện mấy, chỉ chợt lóe lên là hoàn toàn tiêu thất. Mà bên cạnh quảng trường, lại xuất hiện các thiên hào và những người đi cùng, bộ dáng mỗi người cực kỳ chật vật, trong đó không ổn nhất chính là các thiên hào. Khẩu cốt đao kia của hắn, tuy rằng không phải bản mạng pháp bảo, cũng là bảo vật được tỉ mỉ luyện hóa cùng tâm thần có chút liên hệ, cho nên cốt đao chịu đòn của quầng sáng trong khoảnh khắc bị hòa tan tiêu mất, hắn lập tức tâm thần bị thương, thiếu chút nữa bị ảnh hưởng quầng sáng mà không bỏ chạy nổi ra khỏi phạm vi của quầng sáng. Cho dù là như thế, hắn vẫn bị quầng sáng quét qua một chút, kết quả hộ thể linh quang lập tức sụp đổ, một cái cánh tay bị đánh nát bét, bộ dáng ẩn ẩn bị thương không nhẹ. Mà kia phi kiếm của hai gã hắc sam cũng không có may mắn thoát khỏi, nhưng này hai người ứng phó rất nhanh,
phát hiện thấy không ổn, trong khoảnh khắc lập tức chặt đứt liên hệ với phi kiếm, cho nên ngoại trừ chút quần áo lông tóc bị tiêu biến thì coi như là bình an vô sự. Lâm Ngân Bình đứng ở chỗ xa nhất so với mọi người, hơn nữa này chỉ bạc bị hủy chỉ khiến pháp bảo hao tổn chút linh khí, vẫn chưa chịu ảnh hưởng quá lớn, hơn nữa trước người cũng có thêm một cái cự thuẫn đen thui không rõ tên, che lấy thân hình nàng. Còn thanh niên họ Từ tu vi cao nhất, tuy rằng đứng đúng nơi chịu uy lực tối cường của tam diễm phiến uy lực, vẫn dựa vào sự bảo hộ của Ngọc Như Ý trong khoảnh khắc độn ra ngoài, thoạt nhìn như không hề tổn hại gì. Nhưng vị này Thiên Lan Đại Tiên Sư, giờ phút này lại sắc mặt khó coi cực kỳ, cúi đầu nhìn bảo vật đang nắm chặt trên tay, chỉ thấy chuôi Ngọc Như Ý này đang nổi lên một loạt những vết nứt nhỏ, sau một tiếng giòn vang, liền hóa thành một đống mảnh vụn trong suốt, từ trong lòng bàn tay rơi xuống. Vì chống cự kia uy lực của quầng sáng tam sắc kia, cổ bảo này chưa kịp phát ra uy lực chân chính đã bị hủy hoại. Cây quạt đó rốt cuộc là bảo vật gì? Chẳng lẽ chính là thông thiên linh bảo trong lời đồn? Cát Thiên Hào chịu đựng thống khổ trên cánh tay, vừa vội vàng từ túi chữ vật lấy ra linh dược bôi đầy lên vết thương, vừa biểu hiện thần tình kinh sợ nói. Hai gã hắc sam lão giả sắc mặt cũng tái nhợt vô cùng, có vẻ còn rất sợ hãi. Hừ, nếu thật sự là thông thiên linh bảo, các đạo hữu chỉ sợ cũng không thể còn sống ở đây mà nói chuyện. Đây có thể là một kiện pháp bảo phòng chế thông thiên linh bảo, không ngờ được người này lại còn có loại bảo vật này, trách không được gặp chúng ta nhiều người như vậy, vẫn không chút hoang mang. Thanh niên họ Từ ngẩng đầu nhìn thềm đá xa xa, sắc mặt lo lắng nói, phòng chế phẩm mà có uy lực như vậy, các thiên hào hoảng sợ, này có cái gì kỳ quái đâu, cây quạt này hẳn là chỉ có uy lực thế này thôi, không có biến hóa gì khác nữa, thế nên có uy lực như vậy cũng không phải là lạ. Thanh niên lắc đầu nói, làm sao bây giờ, người này giống như có rất nhiều trọng bảo, so với dự đoán ban đầu của chúng ta còn khó giải quyết hơn nhiều, có nên đuổi theo hắn nữa không? Một lão già mặc hắc sam ánh mắt chớp động nói, hiển nhiên uy lực của quạt kia khiến hắn có ý định rút lui. Đạo hữu yên tâm, cây quạt kia tuy rằng rất lợi hại, nhưng pháp lực tiêu hao tuyệt đối không phải là nhỏ, nếu không hắn sẽ không quay đầu đào tẩu, chỉ cần lúc này nhân lúc hắn pháp lực chưa hồi phục mà đuổi theo, cây quạt kia sẽ không dễ dàng vận dụng đâu. Hiện tại mới đúng là thời cơ tốt nhất để diệt sát người này, Cát Thiên Hào nhàn nhạt nói, lập tức vỗ vào eo lưng một cái, một đoàn ngũ sắc hào quang bắn ra, sau khi tắt đi, trong một tiếng thanh minh hiện ra linh tê khổng tước, lên núi, lần này quyết không thể để người này đào thoát được, nếu không về sau hậu hoạn vô cùng. Hít một hơi thật sâu, bạch bào thanh niên lạnh giọng nói, sau đó hắn dẫn đầu hướng thềm đá bay đi, ngũ sắc khổng tước liền mở hai cánh bay sát theo. Bọn họ không chút do dự theo sát thanh niên họ Từ. Thiên Lan thánh nữ biết rõ ngày nay hàn lập vô cùng đáng sợ, thánh thú phân thân vẫn nhất định phải cứu ra. Nhóm Cát Thiên Hào ba tu sĩ Âm La tông sắc mặt âm tình bất định, đa số người của ma đạo vốn là bạc tình bạc nghĩa, bọn họ lúc trước sở dĩ không do dự xuất thủ bởi vì nghĩ rằng có hậu kỳ tu sĩ tọa trấn, có thể dễ dàng bắt được hàn lập, nhưng không nghĩ tới bảo vật trong tay đối phương lại lợi hại như thế, chỉ dựa vào uy lực của một vũ phiến đã lập tức khiến vị đại tiên sư Thiên Lan kia cũng biến sắc mà tránh né. Tuy ngoài miệng vị đại tiên sư này nói thật dễ nghe, đối phương có thể chỉ có lực dùng được của một kích, nhưng vẫn còn có khả năng khác, vạn nhất ép bức đối phương sử dụng bí thuật liều mạng kích phát tiềm lực lại không ngừng quạt ra liên hồi, ba người bọn họ cũng không thể bảo đảm là có thể ngăn cản được. Huống hồ nghe lời đối thoại vừa rồi, đối phương tựa hồ còn có một kiện bảo đỉnh khác càng thêm lợi hại, điều này khiến ba người họ càng trở nên nghi ngại. Tuy rằng bọn họ đều muốn giành lại Quỳ La Phiên để lập công lớn với tông nội, nhưng nếu cần phải lấy mạng nhỏ ra đem mạo hiểm, ba người họ tự nhiên không muốn. Nhưng người ta giở trò tại Thiên Lan Thảo Nguyên giữa thanh thiên bạch nhật như vậy mà lại không truy cứu thì càng không được. Ba người bỗng nhiên trở nên chủ trừ. Kết thúc tập này ở đây, mọi người nhấn like và đăng ký kênh để xem tập sau nha.